Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Quý Luân Dễ Thương. Trên bàn mình hiện nay là Dreamy D10 Plus. Đây là một trong những cái con máy mới mà Dreamy vừa ra mắt. Và giá mình thấy hiện tại đang rất là tốt luôn. Trong khoảng 10 triệu mấy đổ lại thì đây có thể xem là một trong những cái con robot mà các bạn đáng mua trong thời điểm hiện nay. Ở video này mình sẽ nói với các bạn về những trải nghiệm của mình đối với lại con Dreamy D10 Plus. Và bây giờ, bắt đầu. Trước hết thì các bạn sẽ thấy là Dreamy D10 Plus đó là một con robot tính năng thì nó gọi là khá là cơ bản. Nó có tất cả những gì các bạn cần ở một con robot hiện đại ha. Nó có cảm biến LiDAR nè, nó có kiện cảm biến va chạm xung quanh nè, nó có khay nước và khay bụi riêng với nhau nè. Cơ bản là tất cả những cái gì tốt nhất thì nó có hết. Chút nữa một số cái chi tiết nổi bật mình sẽ nói sau. Nhưng cái mà mình ấn tượng là đây. Đây là một cái tháp để mà khi con robot nó hoạt động xong và nó quay về cái dock này. Ngoài cái chuyện nó sạc pin thì nó cũng sẽ tự động hút rác và nó chứa vào bên trong cái túi rác này. Thì các bạn thấy là cái thiết kế của cái khay bụi này nó rất là dễ thương. Nó thấp hơn so với lại cái tháp rất to của Dreamy Z10 Pro. Và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với lại nhiều không gian nhà khác nhau. Con Dreamy Z10 Pro á, thì thật ra là nó hơi cao. Cái tháp đựng bụi của nó với cái túi bụi nó có thể chứa tới dung tích 4 lít lận. Tức là các bạn có thể xài đâu đó khoảng chừng 65 ngày, tức là được khoảng 2 tháng. Thì với cái túi đựng bụi này các bạn có cái dung tích nhỏ hơn, nó chỉ có 2 lít rưỡi thôi. Tức là các bạn cũng có thể xài được khoảng 1 tháng rưỡi. Nhưng mà 1 tháng rưỡi mà các bạn không phải đi đổ bụi đã là một thời gian rất dài rồi nha. Cho nên á, về cái mặt này thì mình đánh giá cao con D10 Plus hơn. Tại vì nó nhỏ gọn hơn cho nên bạn sẽ để nó vào vừa rất là nhiều chỗ ở trong nhà các bạn. Con Dreamy D10 Plus này nó có cái lực hút là 4000 Pascal. Các bạn có nhớ cách đây mấy hôm á, mình có trên tay một cái con robot cho các bạn coi tên là Amilab V1. Thì con nó cấu hình khá là giống với lại con này. Giá chỉ có khoảng 8 triệu 3 thôi. Tuy nhiên lực hút của nó yếu hơn khá là nhiều. Lực hút của nó chỉ có 2700 Pascal, trong khi con này lên tới 4000 Pascal lận. Với cái lực hút khoảng chừng 4000 hoặc 5000 Pascal là nó đã rơi vào cái phân khúc khá là mạnh trong thị trường hiện nay rồi. Những con 20 mấy 30 triệu á, nó cũng chỉ mới dừng lại khoảng 5000 Pascal thôi. Thì lực hút mạnh hơn nó sẽ giúp cho bạn á, trong những cái tình huống ví dụ như là có những cái vết bẩn mà nó bám khá là nhiều, hoặc là bụi đóng lớp dày trong những cái chỗ mà đã lâu các bạn chưa dọn dẹp. Hoặc là khi các bạn có cái sàn gỗ á, thì giữa những cái miếng gỗ ghép lại á, nó sẽ có những cái khe nhỏ. Thì những cái khe đó nó hoàn toàn có thể hút được với cái lực hút 4000 Pascal. Còn với cái lực hút khoảng 2700 Pascal kia thì nó không thể hút được sạch sẽ như là con D10 Plus. Con Dreamy D10 Plus này nó cũng có cái cục pin dung lượng là 5200 mAh. Đây cũng là một cục pin có dung lượng rất cao trong thế giới robot hiện nay nha các bạn. Với cái dung lượng này theo như Dreamy công bố thì nó có thể dọn được với diện tích là 270m2. Trong khi với con Dreamy Z10 Pro thì bởi vì cục pin nó nhỏ hơn một chút cho nên nó dọn dẹp chỉ được khoảng 200m2 là nó đã quay về dock sạc, nó phải sạc rồi. Cho nên nếu như mà nhà các bạn rộng thì các bạn ưu tiên chọn con D10 Plus này, tại vì nó sẽ dọn dẹp được nhiều hơn trong một lần sạc pin. Tất nhiên cả hai con robot Z10 Pro và D10 Plus khi mà nó hết pin á, thì nó cũng đều có thể tự quay lại dock nó sạc, rồi sau đó nó tiếp tục dọn dẹp từ cái chỗ cuối cùng mà nó dừng. Nhưng mà với con D10 Plus thì thời gian dọn dẹp nó sẽ ngắn hơn và hiệu quả của các bạn nó sẽ cao hơn. Ngoài ra con Dreamy D10 Plus nó sử dụng một cái chổi với thiết kế là chống rối ha. Cái thiết kế kiểu này thật ra là nó cũng giống với lại Z10 Pro thôi. Nó sẽ hạn chế tóc mắc vào trong cái chổi so với lại những cái thiết kế chổi trước đây của Dreamy, những cái đời khá là xa. Rồi những điểm mình thích khác của con Dreamy D10 Plus này là gì? Thứ nhất, khay bụi và khay nước riêng. Cái con Amilab V1 mà mình làm cho các bạn coi á, mặc dù giá nó rẻ hơn nhưng mà ngay trong cái video đó mình cũng có đề cập với các bạn một cái nhược điểm rất lớn của nó, đó là cái khay bụi và khay nước của nó nằm chung với nhau. Thì khi mà cái khay đó nó nằm chung như vậy thì các bạn sẽ khó vệ sinh cái khay bụi hơn. Nhưng cái khay của Dreamy á, các bạn chỉ cần gỡ cái filter này ra quét hết bụi đi, còn lại cái phần nhựa này các bạn có thể thoải mái xịt nước vào, sau đó các bạn phơi khô là các bạn có thể sử dụng. Còn với những con robot như là Amilab V1 mà nó tích hợp hai cái vô chung á, thì khi các bạn rửa thì các bạn sẽ phải rất là kỹ để không có làm hư cái bơm điện. Mà người ta cũng có khuyên á, ngay trên cái hộp đó luôn, là các bạn không nên rửa bằng nước. Cho nên cái việc dọn vệ sinh nó sẽ khó khăn rất là nhiều. Riêng đối với lại con Dreamy D10 Plus á, thì cái khay bụi của nó rất là to. Cái khay bụi này có thể xem là to nhất trong những con robot Dreamy mà mình từng xài trước đến nay. Nói về tính năng lau nhà của con Dreamy D10 Plus á, thì nó không có quá nhiều điểm đặc biệt như là kiểu con Dreamy V10. Còn Dreamy D10 Plus nó vẫn còn sử dụng cái cơ chế là lau thụ động. Tức là nó có một cái miếng dẻ, xong rồi con robot nó sẽ lôi cái miếng dẻ đó đi. Và con máy này thì nó đã có bơm điện rồi, cho nên các bạn có thể kiểm soát được cái lượng nước bơm ra cho cái tấm dẻ. Bạn muốn nó ướt ít, ướt nhiều hay là ướt vừa thì tùy các bạn. Và thậm chí còn có thể setting khác nhau cho từng cái phòng các bạn muốn nó dọn dẹp ra sao nữa. Nhưng mà với bản thân mình thì tất cả mọi con robot của mình đều set ở cái mức là ướt nhất có thể, để lúc mà nó dọn vệ sinh toàn bộ cái nhà của mình thì mình cảm thấy thích cái việc nó sạch sẽ hơn thôi, chứ không có gì.
những cái tính năng thông minh khác ở trên Dreamy D10 Plus á, thì nó có đầy đủ hết. Ví dụ như là cái việc nó có một cái chế độ để nó đi scan bản đồ trong lần sử dụng đầu tiên. Lúc đó nó chưa dọn dẹp thì nó chỉ đi scan bản đồ thôi. Cái thời gian scan rất là nhanh, khoảng 5 phút là nó đã xong cho cái căn nhà của mình rồi. Thứ hai là nó có cảm biến LiDAR để nó phát tia laser ra và nó map bản đồ tốt hơn và nó di chuyển cũng thông minh hơn, nó ít khi nào bị đụng tường hơn. Riêng đối với lại những cái cảm biến LiDAR, cách đây mấy hôm mình có làm cái video nói về cơ bản robot hút bụi, thì bây giờ các bạn đi mua robot thì các bạn nên mua những con có cảm biến LiDAR ha, ưu tiên cái chuyện đó giúp mình. Rồi, ngoài ra thì một điểm nữa mà mình nghĩ cũng là một cái chất rất là dreamy trên con này, đó là cái thiết kế của nó. Các bạn thấy nó làm một cái máy tròn tròn nhìn rất là đẹp đúng không? Khi mà để vào trong căn nhà của các bạn thì nhìn nó xinh lắm. Nó không phải là chỉ đơn giản một cái công cụ dọn dẹp mà nó còn là một cái thứ có thể xem như là đồ trang trí ở nhà bạn luôn. Con robot cũng đẹp mà cái dock đựng bụi cũng đẹp. Và đương nhiên là những tính năng khác mà các bạn điều khiển được từ app, ví dụ như là tạo tường ảo để robot nó không đi vào những chỗ mà các bạn không mong muốn, tạo những cái khu vực no-go zone để cấm robot đi vào những khu vực đó luôn, hẹn giờ để robot tự động chạy. Đó là những tính năng rất là cơ bản rồi. Bây giờ các bạn mua bất kỳ con robot hút bụi nào nó cũng có đầy đủ những cái tính năng đó hết ha. Cho nên là cũng không có gì phải quá lo lắng hay là thắc mắc liên quan tới việc điều khiển và những cái tính năng thông minh của con robot Dreamy D10 Plus. Rồi, nếu như mà các bạn muốn mua Dreamy D10 Plus thì mình có để cái link ở bên dưới phần description, kèm theo đó là thông tin giá cũng như là những cái thông tin chương trình khuyến mãi giảm giá nếu có, thì mời các bạn sử dụng những cái link đó để mua ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Bye bye.